Bán chó à? Ờ. Này bán bao tiền? Ôi, con này ơi, con cảnh ấy à? Con này 5 triệu ấy à? Được đắt thế. Ôi, anh nhìn xem cả huyện chẳng có nào đẹp như này không? Con này nó đẹp ấy à? Con cảnh ấy ai quen? Con này bao tiền? 6 củ. Đắt thế. Em vừa mua 6 củ nên giá xăng gọt xuống, em bán để lấy tiền mua xăng chạy xe này. Đây cho đây xem nào. Nó xem thoải mái đi. Đảm bảo luôn đấy. Nhìn mông má này. Mẹ. Chó có mông này. Ôi giời. Không đuôi có đuôi à? Đuôi này là chó hị nó mới thế đấy. Chó này, chó không có đuôi thế này đi. Chó dòng này nó thế, bác phải trả hiệu gì về chó. Cứ đi mua chó nó phán thế rồi. Nhìn như con gấu trúc thế. Ừ, thế nó mới là 5 triệu. Cái hàng ngọ thì to quá. Có bình thường bây giờ 1 triệu thôi. 2 triệu nó này. Ra đấy. Con này bán 2 triệu à? Ờ, 2 triệu thì không làm bán được. Một người thật. Nhìn thế này ai bán chó cân đâu, đây là bán chó theo có cảnh cho con, bán chó cân đâu, bác phải 2 triệu, 2 triệu cân lên đủ 2 triệu à? Hai triệu rưỡi nhá. Ừ, 2 triệu rưỡi là sao được, nhìn nhìn giá này theo nhìn mốc mốc xấu của mẹ nè, mốc thế nó mới giống như gấu bất cực như thế. Nhìn xem ấy, tướng tá này đâu, mua con này về làm cảnh thì quá đẹp để trong nhà cũng được. Bây giờ em tính bán để mua lấy 1-2 pi xăng, không thì cũng chả bán được gì đâu, tiếc lắm đấy. Xăng giờ đang có 12 nữa. Thế thì mới phải mang ra lại chứ, không thì cứ mà gọi thợ đến tận nhà mua. Hôm qua có người trả 6 triệu không đem bán đấy. Được 100 là, anh ạ. Cho cái lồng lơ mồm đi. Ra lồng 100. Lấy tiền anh em. 4 triệu 9 em ạ. Đây cháu không đuổi như gấu. Con này em cổ anh rồi bảo con bông cặp. Đây thì cứ mua đi, còn biết cho thì cái chó gì mà. Con này thì em khám hai tay trên má thì của nó không biết là con tay ở đây Bắc Giang là bắt một cái 200 triệu về với cùng là sập. Thế là xong là may đăng lên một cái nhà chơi được thì bắt thế là xin lại về được. Chứ không là chạy ra ngoài đường thì lại vào 2-3 lần đầu. Đúng rồi, thế thôi. À, mỗi người biết chơi thì nó lại có giá trị. Em biết nó lên không? Này đừng im, đừng im. Nào. Quen, chưa quen này. Chưa quen. Về mới. Thôi thôi, về đi, không đổi ý đấy. Về đi, về đi, đây, đây, đây. Nào lên đây. Không phải tiếc quá, hát lại chả bán đấy đúng không? Đừng im đấy, đừng im đấy, đừng im đấy. Đừng im đấy. Đừng im đấy. Quen ngay mà. Thôi, dán thua rồi. Còn chuyện là bán giá cân rồi. Thôi, đừng có xác, nên chó đẹp kia. Con kia thì giỏi lắm đi, 200.000. Giá lắc mồm. Chó này chó quý của Mira bán 4 triệu 9. Con kia thì chỉ 200 thôi. Con kia